Xin chào tất cả các bạn, mình là Boss Game đây. Hôm nay như đã hứa, Boss Game sẽ mang đến cho các bạn phần thứ 2 của top 10 tựa game AAA của năm 2022. Và dĩ nhiên, danh sách game trong video kỳ này sẽ là những tựa game bom tấn và những ứng cử viên nặng ký trong danh sách trò chơi của năm. Lưu ý với các anh em là thứ tự danh sách game trong clip này không mang tính chất xếp hạng độ hấp dẫn của các tựa game. Trước khi bắt đầu clip, anh em đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký Boss Game nha. Bây giờ thì let's go thôi nào. Mở đầu danh sách phần 2 của chúng ta là một tựa game thuộc dòng genre nổi tiếng với lối chơi khiến nhiều game thủ phải khóc thét. Anh em đoán ra rồi đúng không? Elden Ring là một tựa game AAA được phát triển bởi From Software và được Bandai Namco Entertainment phát hành trên nhiều hệ máy khác nhau. Chỉ sau một tháng phát hành, Elden Ring đã bán được hơn 13 triệu 400 bản và vượt mặt Call of Duty để trở thành tựa game bán chạy nhất trong vòng 12 tháng kể từ tháng 3 năm 2021. Elden Ring lấy bối cảnh là vùng đất The Land Between, một vùng đất chứa đầy sự nguy hiểm và bí ẩn với sự xuất hiện của ba chủng tộc, người, thần và á thần. Nhân vật chính là một kẻ bị đày ải với mong muốn quay về để trở thành một kẻ quyền lực. Elden Ring có một cốt truyện phức tạp cùng hệ thống chiến đấu đa dạng. Chính vì điều đó, Elden Ring trở thành một hiện tượng toàn cầu khi có rất nhiều content về gameplay và cốt truyện được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Xa hơn, tựa game này hoàn toàn có thể nằm trong danh sách đề cử trò chơi của năm. Nói nhỏ là game thuộc dòng show, chưa bao giờ làm mình thất vọng. Còn bạn thì sao? Để lại comment trước khi đến với top 4 nhé! Vị trí thứ tư của chúng ta là một tựa game được rất nhiều người hâm mộ series phim Harry Potter mong chờ. Vâng, đúng rồi đấy. Đó là tựa game Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy là một tựa game thế giới mở được phát triển bởi Avalanche Software, phát hành bởi Warner Bros. Interactive Entertainment. Hogwarts Legacy là tựa game dựa theo nguyên tác của series phim truyện đình đám của nhà văn J.K. Rowling, Harry Potter và Fantastic Beasts. Người chơi sẽ được tạo ra một nhân vật theo ý thích và trở thành học sinh năm thứ 5 của trường phù thủy Hogwarts. Người chơi sẽ được trải nghiệm toàn bộ các môn học đã rất quen thuộc với những người yêu mến series phim Harry Potter như độc dược, phong thủ chống nghệ thuật hắc ám hay bùa chú. Ngoài ra, người chơi còn phải thực hiện những cốt truyện của trò chơi và chiến đấu với các thế lực hắc ám có thể kể đến như các giám ngục Azkaban hay những chú lùn gia tinh phản diện. Với việc sử dụng đồ họa Unreal Engine 4 vốn đã rất nổi tiếng trong việc khắc họa chiều sâu hoạt ảnh và các tựa game đình đám như Batman Arkham Knight, PUBG hay gần đây nhất là Ghostwire Tokyo. Tựa game được kỳ vọng sẽ tái hiện lại những chi tiết hùng vĩ của thế giới pháp thuật và chiều sâu của cốt truyện, thứ đã tạo nên thương hiệu của các tác phẩm của J.K. Rowling. Hogwarts Legacy được dự kiến sẽ ra mắt các game thủ vào quý 4 năm nay và chúng mình tin rằng tựa game này sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu vì nó đã được lên kế hoạch rất công phu kia mà. Hãy để lại cho chúng mình biết cảm nghĩ của các bạn về tựa game ở phía dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với vị trí thứ 3 nào. Ở vị trí thứ 3 là một tựa game đã từng lọt vào top đề cử cho tựa game hay nhất năm do BAFTA bầu chọn. Đúng rồi đó. Đó chính là Horizon Zero Dawn. Và ở vị trí thứ 3 của chúng ta sẽ là phần thứ 2 trong franchise này với cái tên là Horizon Forbidden West. Sau phần đầu tiên với sự hủy diệt của hệ thống người máy hủy diệt Hess đã khiến con người suýt chút nữa bị diệt chủng. Nhưng may mắn thay, khi nhân vật chính Aloy đã tiêu diệt được tên cầm đầu Helix và phá hủy dữ liệu của hệ thống Hess. Tuy nhiên, lúc này, Aloy cùng thế giới loài người đang đối mặt với một mối nguy hại khác từ chính mẹ thiên nhiên. Để tìm hiểu nguồn gốc của thảm họa này, Aloy đã phiêu lưu đến vùng đất Forbidden West để cứu lấy trái đất. Tuy nhiên, tất cả mà Aloy tìm thấy lại là những sự thật khủng khiếp đằng sau các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang cố gắng phá hủy trái đất và con người. Horizon Forbidden West được đánh giá rất cao cả về phần nội dung và cốt truyện mạch lạc và có sự liên kết với phần đầu tiên. Ngoài ra, điểm thích thú mà các game thủ cũng như các nhà phê bình đều gật gù tấm tắc khen tựa game này đó chính là đồ họa, từng cử chỉ và biểu cảm trên nét mặt của nhân vật cho đến khung cảnh thật sự được nhà phát triển Guerrilla Games cho chuốt kỹ càng mà gần như có soi kỹ thì cũng không thấy một hạt sạn nào. Chính vì thế, các phần 1 của Horizon Zero Dawn và phần 2 Horizon Forbidden West luôn nằm trong top đánh giá cao nhất của trang web Metacritic.com. Để tiết lộ cho các bạn biết là chúng mình thấy con game này mê thật sự, đặc biệt là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở trong game. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại cảm nhận ở dưới phần comment nhé! Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 2 thôi nào. Bật mí cho các bạn biết là tựa game tiếp theo sẽ được các bạn trở về những hồi ức thanh xuân ở các rạp chiếu phim hay trên các kênh phim TV nhé! Ở vị trí thứ 2 trong danh sách của chúng ta là một tựa game có dòng thời gian cực kỳ thành công từ những năm đầu của thập niên 2000. Chắc các bạn cũng biết được một cái tên mà chúng mình sắp bật mí là gì rồi nhỉ? Đó chính là Lord of the Rings: Gollum.
một tựa game được dựa trên tạo hình của thương hiệu phim cùng tên của chúng ta đấy. Hẳn các bạn còn nhớ con quái vật luôn luôn với đam mê với chiếc nhẫn chúa mà Frodo Baggins nắm giữ. Tuy nhiên, Boss Game chắc chắn là nhiều bạn còn chưa biết hết về tên quái vật ma mãnh và lập dị này, vì trong tiểu thuyết của nhà văn Tolkien hay trong các phần phim của Peter Jackson đều rất ít thông tin về Gollum này. Chính vì thế, ở tựa game này, chúng ta sẽ được khám phá những câu chuyện chưa được tiết lộ về con quái vật này. Dựa vào những đoạn trailer nhá hàng của tựa game này, chúng ta có thể hình dung ra được bối cảnh được lấy từ phần phim The Fellow of Ring. Vì vị pháp sư Gandalf lúc này vẫn còn mặc áo xám khi đang trò chuyện cùng với một ELF. Và chi tiết thứ hai chính là sự xuất hiện của con nhện khổng lồ trước khi bị Sam chém chết. Điều đó có nghĩa rằng tựa game này sẽ kể về cuộc hành trình theo dõi của Gollum với hai cậu bé là Frodo và Sam, và có thể hé lộ các chi tiết về suy nghĩ của Gollum về việc chiếm lấy chiếc nhẫn chúa từ hai cậu bé. Với phần đồ họa cải tiến cùng với lối chơi hành động lén lút theo đúng hình tượng của Gollum, Boss Game hy vọng tựa game này sẽ giúp cho thương hiệu Lord of the Rings được khởi sắc hơn. Và cuối cùng, chúng ta hãy đến với vị trí số 1 và là tựa game siêu bom tấn đang được mong chờ vào năm 2022. Tựa game cuối cùng trong danh sách top 10 của chúng ta chính là một siêu phẩm cũng mang màu sắc thần thoại Bắc Âu và đã có tuổi đời gần 20 năm kể từ phần đầu tiên được ra mắt vào năm 2005. Vâng, đó chính là tựa game God of War Ragnarok. Với các game thủ và cả chúng mình thì đây là tựa game không nên bỏ lỡ của năm nay. Câu chuyện của God of War Ragnarok được tiếp nối với phần trước, đó là sự phẫn nộ của Freya và Thor trước cái chết của những đứa con của mình. Dựa vào những thông tin được cung cấp trong hai trailer được Santa Monica công bố, có thể thấy sự xuất hiện của hai kẻ thù không đội trời chung với nhau là Fregni và Tyr, cùng với đó là sự cảnh báo về sự kiện Ragnarok từ hai anh em thợ rèn Brock và Sindri. Từ đó, chúng mình xin phép đưa ra giả thuyết là tựa game này có thể sẽ hé lộ về mối liên kết giữa Loki và Atreus. Đồ họa của God of War là điểm mạnh của tựa game này, với sự trau chuốt trong từng chi tiết của môi trường và hoạt ảnh hành động chiến đấu của các nhân vật. Tuy nhiên, nội dung và cốt truyện game sẽ là yếu tố quyết định dành cho Santa Monica trên con đường chinh phục giải thưởng Game of the Year của năm nay. Các phần game của series God of War quả thật luôn làm chúng ta phải háo hức và mong chờ những tình huống kịch tính và bất ngờ về gã Kratos sẽ làm gì với thế giới của thần thoại Bắc Âu này. Và nói thật với các bạn, chúng mình đã bỏ ra cả thanh xuân chỉ để theo dõi từng bước chân của gã đầu trọc này đấy. Và đó là top 1 đến 5 các tựa game AAA bom tấn đáng để chơi nhất do chúng mình đề cử cho các bạn. Dĩ nhiên rằng sẽ có rất nhiều tựa game AAA khác được ra mắt trong năm nay. Và nếu các bạn có cảm nhận khác với chúng mình thì hãy chia sẻ ở bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm like video và subscribe Boss Game để chúng mình có thêm động lực để ra thêm các nội dung hay hơn cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!